Thưa quý vị, sau khi giá xăng dầu giảm mạnh từ 15 giờ chiều qua ngày 21 tháng 7 đã trở thành niềm vui lớn đối với người dân khi mặt hàng này hạ nhiệt. Ngay sau khi mức giá được điều chỉnh, nhiều người dân đã hào hứng phấn khởi. Từ 15 giờ ngày 21 tháng 7, Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày mỗi lần. Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 2.710 đồng một lít, còn 25.070 đồng một lít. Giá xăng RON 95 được điều chỉnh giảm 3.600 đồng một lít, còn 26.070 đồng một lít. Các mặt hàng dầu cũng giảm trong kỳ này, cụ thể dầu diesel giảm hơn 1.000 đồng mỗi lít, còn 25.200 đồng một lít. Dầu hỏa còn 25.240 đồng một lít. Kiên Giang là tỉnh thuộc danh mục vùng 2, tức là các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu, nên giá xăng dầu ở mức cao hơn. Theo đó, xăng RON 95 hiện có giá 26.590 đồng một lít, xăng E5 RON 92 là 25.570 đồng một lít, dầu diesel là 25.340 đồng một lít. Ghi nhận tại trạm xăng Petrolimex cửa hàng 36 Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, từ sau 15 giờ chiều qua, ngay sau khi giá xăng được điều chỉnh giảm, từng dòng xe nối đuôi nhau vào cây xăng. Lúc mình đưa con đi học á, là một ngày em chạy là 50.000 tiền xăng, rất là hao, tại đợt trước là lên tới 33.520 đồng. Là một ngày em chạy tới Mông Thọ quay về là đúng một ngày là em hết 50.000 tiền xăng. Tại em đi đưa lại đó. Mà bây giờ giảm còn 20 mấy thì nó chi phí nó tiết kiệm lại. Giá xăng hồi trước đó là đổ được 50.000 chỉ có 1 lít 49 thôi. Nhưng mà giá xăng giờ thì 50.000 đổ được lít 8 là nó gấp được hơn nửa lít rồi. Đó, cũng mừng. Đó, dân nhà nghèo thì nói chung ra đi lao động thì nó mừng dữ lắm. Còn cái dân đi làm hồ đồ này kia nữa, đó người ta thấy xăng rẻ là người ta cũng mừng nữa. Chị Giang Tú Em, nhân viên cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 36 cho biết, từ sau 15 giờ chiều qua khi giá xăng dầu được điều chỉnh giảm, cửa hàng cũng đón lượng ô tô xe máy vào đổ xăng dầu đông hơn bình thường. Các trụ bơm xăng hoạt động liên tục. Khi mà đổi giá thì khách người ta rất là vui. Người ta giống như là buổi sáng á, thì người ta hình như là người ta hạn chế là đổ. Người ta dồn vào cái lúc mà đổi giá xong người ta lại đổ rất là nhiều luôn. Chiều hôm qua là đông hơn chiều sáng nay nữa. Dạ, là do cái lượng chiều hôm qua ta đổ là người ta nghe là đổi giá là đổ gần hết rồi. Sáng nay cũng còn một số khách mối này nọ người ta lại đổ thôi. Giá xăng dầu giảm là động thái tích cực góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều ngành nghề. Điều này khiến cho người dân và doanh nghiệp vui mừng bởi chi phí cho xăng dầu giảm, đồng nghĩa với gánh nặng lên vai đã nhẹ bớt, có thể kích cầu tiêu dùng trong thời gian tới.